là lát nữa khỏi tính tiền nha. Ồ, thì giới thiệu lên YouTube đó. Dạ không. Ủa, sao hết rồi? Sao có nhiêu đó hả? Cái này là nó cô chủ là coi như thay vì hai miếng là bỏ vô miếng nữa là ba. Bạn nào mà ra Phan Thiết là nhớ ghé lại cái liên hệ cái số 0919012490 đó, đúng không? Đọc số điện thoại đúng không?